Bất kể thời điểm nào trong ngày thì đoạn đường này đều có rất đông xe cộ qua lại. Các phương tiện tải nặng, tải nhẹ, kể cả taxi, xe du lịch đều lưu thông thường xuyên. Bởi nếu đi đường này thì các phương tiện không phải qua trạm thu phí BOT Điện Bàn, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điều đáng nói, do lưu lượng xe lưu thông né trạm thu phí với mật độ cao, trong khi đây lại là đường dân sinh nên khó tránh khỏi hư hỏng. Với chiều dài chưa tới 1 km, nhưng khu dân cư số 2 có rất nhiều đoạn đường bị hư hỏng. Ngã 3, ngã 4 thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, vì đường thì nhỏ mà xe thì đông. Xe lớn có xe nhỏ, con nít cũng không dám đi, không dám chờ con nít rồi đồ. Nhờ có câu cô biết không, mà cô thay mấy đứa con nít nãy nhờ cô xuống ngó chừng giùm nó, đi rồi đây xe. Xe câu cũng có, xe tử có, xe khách cũng có. Nhiều lắm, đi miết thôi thì. Đánh trộm thu phí đủ lựa xe hết. Chả có ngà, tối cũng vậy. Con đường này được người dân dự đoán sẽ nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng nếu tình trạng xe tải né trạm thu phí ngày càng gia tăng. Đặc biệt, đây là khu vực có nhiều nhà trẻ, trường học. Vì vậy, vào giờ cao điểm, người dân đều thấp thỏm lo sợ an toàn giao thông cho con trẻ. Chung là người dân đi lại là không khó đi lắm, và nhất là con nít đi học. Đây là gần trường học nhiều lắm, nhưng con nít đi học là không thể đi được. Cứ tránh cái đất lề miết luôn. Mà đây là có bờ lề, chứ tới khúc nữa là không có lề luôn. Lề lá đất là hãng, đi và rớt xuống lề miết luôn á. Ông Đặng Hiệp Lực, trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Điện Bàn cho biết, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh và đề nghị lắp đặt barrier. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì không thể lắp đặt barrier được. Vì vậy, thị xã Điện Bàn chỉ có thể lắp đặt biển báo và tăng cường lực lượng tuần tra xử lý. Dù vậy, đến nay, người dân vẫn phải chịu cảnh mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân.